Omega mà cũng được Dạ. skin. Và omega của Nu Skin nó khác một điểm đặc biệt với omega khác. Chúng ta hay nghe nói là dầu cá thì thoại ngoài thị trường rất nhiều, Trang làm bên dược phẩm, Trang cũng biết rất là nhiều cái dầu cá của các hãng dược phẩm khác. Nhưng dầu cá của omega của Nu Skin nó đặc biệt là nó không phải chiết xuất từ cái loài cá thông thường người ta hay nói, mà nó là từ cái loài nhuyễn thể, tức là cái loài sò. Trong thành phần nó có cái chất gọi là axit, gọi là DHA, rất tốt cho tim, não và đặc biệt là da, khớp. Những người lớn tuổi rất là cần thiết để uống. Nhưng bên cạnh đó, tại sao là ngoài ra trong cái Trang nghiên tìm hiểu và thấy được rằng là trong cái dầu cá của cái loài nhuyễn thể mà Nu Skin chiết xuất ra để sản xuất omega đó, nó hay hơn là nó có chất flavonoid, là một chất chống lão hóa rất là tuyệt vời. Và người ta nói rằng các nhà khoa học gia của Nu Skin họ đã đưa ra được bằng chứng rằng là flavonoid lần đầu tiên chiết xuất được trong động vật. Từ xưa giờ flavonoid chỉ chiết xuất được ở thực vật mà thôi. Flavonoid là gì? Là một chất chống lão hóa rất là mạnh, bao gồm những chất trong đó như là lycogen, lycogen nè ha, beta carotene, thì lần đầu tiên có trong một loài động vật, đó là các loài nhuyễn thể, và Nu Skin Pharmanex họ đã chiết xuất ra được để làm omega. Anh có thích, nhưng mà cái sức khỏe thì em nói là não, tim và da. Nhưng mà dù sao cho nữa người ta vẫn cứ nói rằng là cái muốn nói là cái điểm mạnh nhất em. Tức là giữa cái tim, cái não, cái da này thì cái nào là cái omega này có tác động mạnh nhất? Nếu mà tác động mạnh nhất á, thì nó người ta đã nghiên cứu ra thấy được là với cái hàm lượng mà cái chất béo mà gọi là omega 3, omega 6 đó thì đều tốt cho tim, não và da và mắt nữa. Nhưng mà tùy theo cái người cần dùng thì dùng ở cái điểm nào. Ví dụ như giờ như chị Nga, chị ở cái Thích da tuổi đẹp chẳng thích da đẹp thì chị có thể uống omega cho khoảng da của chị. hạn. Nhưng mà một người nào đó có tuổi rồi, mình muốn mắt mình được sáng hơn, rõ hơn, mình chống được những cái căn bệnh mà khi tuổi lớn tuổi gây ra do vấn đề lão hóa gây ra, thì chị có thể uống cho mắt, uống cho não. Vậy là cái liều lượng nó quyết định cái chuyện này hay sao? Dạ không, liều lượng thì mình nên uống theo liều khuyến cáo, liều hướng dẫn sử dụng của cái hộp omega đã ghi. Rồi, xin cảm ơn em. Nó có trường hợp này, cô